Thưa quý vị, cho đến thời điểm này, các bước chuẩn bị cho việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở quận Liên Chiểu đã hoàn tất, sẵn sàng hoạt động theo mô hình mới kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Với mô hình chính quyền đô thị, Chủ tịch phường là người đứng đầu, có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc theo quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân phường, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và tuân thủ các quy định của pháp luật. Công chức của Ủy ban Nhân dân phường thuộc biên chế công chức của Ủy ban Nhân dân quận. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của từng phường, Ủy ban Nhân dân quận quyết định cụ thể số lượng của từng vị trí chức danh công chức làm việc tại Ủy ban Nhân dân phường. Thì đối với phường Ánh Bác thì có cái quy định, căn cứ có quy định thì phường đã lập các thủ tục và đề nghị quận chuyển cái công chức của phường thành công chức quận. Về tư tưởng của anh em công bộ công chức mà được liên thông từ quận, từ phường lên quận là anh em rất là phấn khởi, và đã hiện nay là phường đã gửi tất cả các hồ sơ báo cáo về quận qua phòng nội vụ để trình chủ tịch quận quyết định. Ban tổ chức quận ủy và phòng nội vụ quận Liên Chiểu tham mưu ban thường vụ quận ủy bố trí sắp xếp cán bộ sau khi không thực hiện hội đồng nhân dân quận phường. Bên cạnh đó, tiến hành luân chuyển một số cán bộ công chức từ phường lên quận và từ quận xuống phường theo tiêu chuẩn, chức danh phù hợp với mô hình chính quyền đô thị. Quá trình thực hiện được diễn ra công khai, minh bạch, từ đó tạo ổn định tư tưởng trong đội ngũ cán bộ công chức. Cho đến nay thì có thể nói rằng là ban thường vụ quận ủy cũng đã bố trí sắp xếp tất cả các đồng chí trong diện được sắp xếp đợt này. Thì về các cái vị trí được sắp xếp thì tất cả các đồng chí đều được bố trí sắp xếp ở các vị trí tương đương trước đây, tức là các cái vị trí lãnh đạo. Một cái ý nữa thì có thể nói rằng là trong cái quá trình làm để sắp xếp bố trí cán bộ theo diện mà nghị quyết 119 thì chúng tôi làm rất công khai, minh bạch, dân chủ. Ở đây thì có thể nói rằng là đối với các cơ quan mà các đồng chí đang công tác, rồi các cơ quan mà các đồng chí sẽ chuyển đến, rồi bản thân các đồng chí mà trong diện sắp xếp thì đều được làm việc và rất thoải mái, đả thông tư tưởng, và các đồng chí rất vui vẻ để nhận cái nhiệm vụ mới. Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu đã xây dựng kế hoạch triển khai Nghị định số 34 năm 2021 của Chính phủ, giao trách nhiệm cụ thể cho từng ngành địa phương, đồng thời thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ, công chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi. Đề án đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền gắn với trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, phù hợp với thí điểm mô hình chính quyền đô thị sau khi được thành phố phân cấp.